Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc, từ chiều tối và đêm nay, ngày 15 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2022, khu vực Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt có thể xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các sở, ban ngành, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi triển khai thực hiện những nội dung sau. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu. Sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố, bảo vệ ao nuôi thủy sản, thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, trên sông trong phạm vi bảo vệ đê điều, các chủ phương tiện vận tải thủy khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, hệ thống đê điều, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, hồ thủy lợi và trọng điểm đê điều xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông khi xảy ra mưa lớn. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, trong những năm qua, Vĩnh Phúc luôn quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Trong chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng, hiệu quả bền vững và sức cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế xã hội. Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp. Toàn tỉnh có ít nhất 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 9 trên 9 huyện thành phố đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có 3 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để thực hiện mục tiêu này, Vĩnh Phúc cũng đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, trong đó tập trung hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh và yêu cầu thị trường, tổ chức sản xuất hiệu quả, thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị, các mô hình nông nghiệp tiên tiến, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, hoàn thiện quan hệ sản xuất, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, trình độ hiệu quả công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản, xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro, hội nhập và hợp tác quốc tế, xây dựng, hoàn thiện và triển khai một số cơ chế chính sách đột phá phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân, lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần ngăn chặn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc bày bán trên thị trường. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã kiểm tra phát hiện 53 vụ với 53 trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 41 trường hợp với số tiền hơn 400 triệu đồng, thu giữ tiêu hủy nhiều sản phẩm động thực vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tính riêng trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Công an tỉnh đã kiểm tra phát hiện 34 vụ với 34 trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm này, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền văn bản quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, phát động quần chúng nhân dân tố giác các hành vi buôn bán, vận chuyển, sử dụng các loại động vật, thực phẩm
các chất phụ gia nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản xuất chế biến thực phẩm từ nguyên liệu kém chất lượng, quá hạn sử dụng gây độc hại cho sức khỏe con người. Thưa quý vị và các bạn, hướng về dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi cộm là những giải pháp mà Đảng bộ huyện Tam Dương đã và đang thực hiện để tạo sự ổn định, đồng thuận từ cơ sở, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp. Không khoán trắng cho chính quyền, các cấp ủy trên địa bàn huyện cũng chủ động thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, gắn trách nhiệm của bí thư chi bộ thôn dân cư trong việc nắm bắt, tuyên truyền, giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Tôi là những người dân, là canh tác, làm đường thì nó nhỏ, gặp rất nhiều khó khăn. Thế thì vừa rồi là chúng tôi cũng đã kiến nghị với lại Ủy ban Nhân dân và đã được Ủy ban Nhân dân xã An Hòa là chấp nhận và đã được thi công trong cuối năm 2021. Ủy ban xã tổ chức tiếp dân vào ngày thứ năm và những ý kiến đột xuất mà không vào ngày tiếp dân thì luôn được bản thân tôi là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tiếp nhận và giải quyết thấu tình đạt lý và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo cái thời gian. Qua quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trong thời gian qua thì là nhân dân rất là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, do đó không có đơn thư phát sinh vượt cấp. Không chỉ giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, huyện Tam Dương luôn coi trọng việc lắng nghe, trao đổi, nắm bắt thông tin để xử lý, giải quyết kịp thời nguyện vọng của người dân. Huyện ủy duy trì hiệu quả công tác tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trên cơ sở đó, giao cho các ban, ngành liên quan giải quyết những khúc mắc, tập trung xử lý các vấn đề người dân quan tâm, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài. Có thể khẳng định, việc tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Tam Dương trong công tác tiếp công dân đã làm hạn chế đi rất nhiều các vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người, kéo dài, không làm phát sinh thêm những vụ việc mới, qua đó tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đối với đảng ủy chúng tôi cũng chỉ đạo đối với các cái chi bộ, cái thứ nhất là hàng tháng là chúng tôi giao ban với các đồng chí bí thư chi bộ để bí thư chi bộ về triển khai, phân công nhiệm vụ và cho các cái tổ giải, rồi các cái tổ trưởng liên gia về cái nhiệm vụ công tác là tiếp dân, giải quyết các cái đơn thư phản ánh kiến nghị của người dân. Thì ngay các cái vụ việc mà ở dưới thôn hoặc chi bộ đề nghị thì đồng chí bí thư chi bộ đều cùng phối hợp với tổ trưởng tổ hòa giải giải quyết các cái vụ việc kịp thời và giải thích đúng theo các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để cho nhân dân người ta hiểu và đồng thuận. Mặc dù chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Dương đều có ngày tiếp công dân định kỳ trong tuần, tuy nhiên vì là cấp cơ sở nên công dân thường xuyên trực tiếp đến làm việc, kiến nghị, phản ánh tất cả các ngày trong tuần. Do vậy, người đứng đầu mỗi địa phương và cán bộ làm công tác tiếp dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết hợp tình, hợp lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân, từ đó góp phần đảm bảo ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững luôn được các cấp hội phụ nữ đưa vào nhiệm vụ trọng tâm qua từng năm bằng nhiều hình thức cách làm hiệu quả đã giúp hội viên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Nhằm tạo động lực giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Lô tích cực tuyên truyền, khuyến khích phụ nữ tham gia các phong trào, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ làm kinh tế giỏi, động viên hội viên tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn vay nguồn vốn ưu đãi, lựa chọn cây con giống để xây dựng mô hình phát triển kinh tế gia đình phù hợp với từng hội viên, giúp chị em khó khăn có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Giúp được cho 14 chị em hội viên hộ nghèo để thoát được nghèo và cũng giúp đỡ các cái hộ chính sách, hộ khó khăn để mà giúp đỡ các chị em ngày công rồi thì con giống và tiền mặt để hỗ trợ các chị em vươn lên thoát nghèo. Hội Phụ nữ huyện phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ hội viên vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi, sản xuất kinh doanh. Từ nhiều nguồn vốn vay ưu đãi, chị em hội viên phụ nữ các địa phương trong huyện đã sử dụng đúng mục đích, hiệu quả đầu tư cho phát triển kinh tế gia đình. Và tôi cũng hướng đến cho mọi người ở đây là gà sạch, gà tháng, không có như là các nuôi công nghiệp. Tôi cũng giới thiệu, chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi và tôi cũng truyền cả cái cách nuôi gà của tôi cho mọi người để cùng nuôi.
Đi đôi với các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nhiều hội viên còn khó khăn về nhà ở đã được hội phụ nữ các cấp trong huyện quan tâm giúp đỡ nguồn vốn để cải tạo, xây dựng nhà ở kiên cố. Chị Nguyễn Thị Thơm, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh là một trong những hội viên gặp khó khăn được giúp đỡ xây dựng mới căn nhà khang trang, gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất. Tôi xin cảm ơn bên chính quyền và bên phụ nữ huyện Sông Lô đã trao cho tôi một số tiền trị giá là 50 triệu để tôi làm nhà mái ấm tình thương để tôi vươn lên trong cuộc sống. Đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, giúp hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Sông Lô nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.